Xin chào các bạn, hiện nay tại Mexico có khoảng 2 triệu con lợn rừng xâm lấn do môi trường sống bị thu hẹp. Số lượng lợn rừng đã tăng nhanh chóng trong những năm gần đây. Bạn có thắc mắc về các giải pháp mà người dân Mexico áp dụng để kiểm soát số lượng này không nào? Hãy cùng Han khám phá, theo dõi video sau đây để xem giải pháp mà người dân Mexico kiểm soát lợn rừng có khác với người Mỹ và Canada không nhé! Tại các trang trại ở Mexico, lợn rừng gây thiệt hại lên tới 22 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Mặc dù chính quyền địa phương đã bồi thường cho người dân, nhưng không thể bù đắp được những tổn thất tinh thần mà người dân phải chịu đựng. Theo thống kê từ chính phủ Mexico, năm 2023 có hơn 100 vụ tai nạn giao thông liên quan đến lợn rừng. Hầu hết các vụ tai nạn xảy ra vào ban đêm khi lợn rừng tìm kiếm thức ăn trên các đường cao tốc và đường phố. Tai nạn giao thông do lợn rừng gây ra có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng gây ra ùn tắc giao thông trên các tuyến đường chính. Nếu bạn đang sinh sống ở Mexico, hãy bình luận số 2 và chia sẻ suy nghĩ của bạn về những lo ngại khi lợn rừng xâm nhập khu vực sinh sống của bạn nhé! Ở bờ biển Mexico, các cuộc tấn công của lợn rừng đã gây thiệt hại nghiêm trọng và tổn thất cho cộng đồng địa phương. Bãi biển đã trở thành địa điểm tấn công của lợn rừng khi chúng tìm kiếm thức ăn và chỗ ở do môi trường sống tự nhiên bị thu hẹp. Đây không chỉ là vấn đề về tài sản mà còn là nguy cơ đối với an toàn của người dân địa phương và du khách. Ngoài ra, các cuộc tấn công của lợn rừng cũng tạo ra những tác động tiêu cực đến ngành du lịch và kinh tế địa phương. Bãi biển từng là điểm đến hấp dẫn của du khách, giờ đây đã trở nên nguy hiểm và không an toàn. Điều này có thể dẫn đến sự sụt giảm đáng kể số lượng du khách và doanh thu du lịch, gây thiệt hại kinh tế lớn. Nếu các bạn thấy video ngày hôm nay là thú vị, đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Han khám phá. Cảm ơn các bạn! Vấn đề lợn rừng xâm lấn ở Mexico luôn là một mối quan tâm hàng đầu của chính phủ trong việc tìm kiếm và áp dụng các biện pháp đối phó. Lợn rừng xâm lấn gây rất nhiều thiệt hại cho cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Năm 2023, chính phủ đã phải chi hơn 1 triệu đô la Mỹ để sửa chữa các con đường bị lợn rừng gây hư hại. Thiệt hại do lợn rừng gây ra ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân thành phố Mexico. Người dân phải sử dụng các con đường xấu, vỉa hè hư hỏng và các khu vực công cộng không an toàn. Đối mặt với những vấn đề trên, bạn có lời khuyên nào cho người dân ở đây khi đối phó với các loài động vật xâm lấn này không nào? Các bạn đừng rời mắt khỏi màn hình vì tiếp theo, Han khám phá sẽ đưa bạn tìm hiểu những giải pháp vô cùng thú vị mà Mexico sử dụng để kiểm soát lợn rừng. Ở Mỹ, nông dân thường sử dụng các giải pháp săn bắn để kiểm soát lợn rừng, còn ở Mexico, họ chọn sử dụng bẫy. Họ sẽ thường sử dụng 4 loại bẫy chính. Loại bẫy đầu tiên tôi giới thiệu với các bạn đó là bẫy bằng khung thép. Đây là một loại bẫy truyền thống được sử dụng để bẫy lợn rừng, đặc biệt là những con lợn rừng có kích thước lớn. Bẫy này hoạt động theo nguyên tắc cơ học đơn giản, kích hoạt cửa bẫy sập xuống để tóm gọn lợn rừng. Các bạn có thắc mắc về trọng lượng trung bình của bẫy bằng khung thép này không? Loại bẫy này thường khá là nặng để đảm bảo độ bền và ổn định khi sử dụng. Trọng lượng của bẫy có thể dao động từ 25 tới 35 kg.
Bạn có tự hỏi rằng với trọng lượng như vậy, làm thế nào để người nông dân có thể vận chuyển và lắp đặt chúng? Cần bao nhiêu người để hỗ trợ quá trình lắp đặt này? Câu trả lời là chỉ cần một người cũng có thể lắp đặt loại bẫy này. Bạn không nghe nhầm đâu ạ. Đúng vậy, vì loại bẫy này được làm từ thép carbon, bền hơn thép CT3 và có khả năng chống mài mòn tốt. Thép carbon thường được sử dụng để làm các loại bẫy sắt lớn để bẫy lợn rừng hung dữ. Sử dụng loại bẫy này là một cách hiệu quả để kiểm soát sự xâm lấn của lợn rừng mà không làm hại chúng. Loại bẫy này giúp bắt lợn rừng một cách an toàn, mang lại lợi ích cho cộng đồng bằng cách kiểm soát sự phát triển quá mức của lợn rừng và duy trì cân bằng hệ sinh thái. Nếu các bạn cảm thấy là loại bẫy này thú vị, hãy để lại số hay dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn. Bây giờ hãy chuyển sang loại bẫy thứ hai. Bạn đừng nhầm lẫn với bẫy bằng cung thép vì bẫy tròn này có thiết kế khác. Bẫy sắt hình tròn lớn có giá cao hơn so với các loại bẫy sắt hình tròn nhỏ. Bẫy sắt tròn với đường kính là 3m làm từ thép carbon có giá cao hơn từ 200 đến 300 đô la Mỹ so với bẫy sắt tròn bằng vật liệu thép thông thường. Trước khi đưa vào hoạt động, người nông dân sẽ kiểm tra hệ thống cơ khí để đảm bảo bẫy hoạt động tốt. Loại bẫy này được lắp đặt sẵn tại nhà và sau đó vận chuyển bằng phương tiện đến vị trí cần lắp đặt, những nơi lợn rừng thường xuyên xuất hiện. Để tránh bẫy bị rơi ra ngoài trong quá trình vận chuyển, người nông dân phải cố định cẩn thận bằng các dây thừng chắc chắn. Tiếp theo, hãy chuyển sang loại bẫy thứ ba. Bạn có bao giờ nghĩ rằng lợn rừng xâm lấn rất hung dữ và sẽ phá hỏng bẫy lưới và trốn thoát không? Điều này là hoàn toàn không thể nhé, vì càng cố gắng trốn thoát, chúng càng bị mắc kẹt trong bẫy. Lợn rừng có răng sắc nhọn có thể phá hủy hầu hết mọi thứ, nhưng bẫy lưới được làm từ ni lông hoặc là polyethylene, hai vật liệu có độ bền và độ đàn hồi cao. Điều này rất quan trọng để đảm bảo rằng là lợn rừng không thể trốn thoát ra ngoài một khi chúng bị bắt. Bẫy lưới không chỉ bền mà còn dễ vệ sinh là lựa chọn phổ biến để bắt lợn rừng và các loài động vật khác. Điều này giảm thiểu nguy cơ chấn thương cho động vật và làm cho việc xử lý sau khi bẫy dễ dàng hơn. Cá nhân tôi thì rất là thích loại bẫy này vì không cần nhiều sức lực để vận chuyển và lắp đặt như là bẫy bằng cung thép. Điều này giúp dễ dàng lắp đặt và giảm nguy cơ chấn thương cho động vật. Năm 2017, bẫy lưới đã giúp giảm khoảng 80% quần thể lợn rừng ở Mexico, giúp giảm đáng kể sự xâm lấn của chúng vào khu vực thành phố.
Loại bẫy cuối cùng mà tôi muốn giới thiệu trong video ngày hôm nay là bẫy sắt hình chữ nhật có hình dạng cấu trúc khá nhỏ. Mỗi lần đặt bẫy thường là chỉ bắt được một hoặc là hai con lợn rừng trưởng thành và đôi khi là không bắt được con nào cả. Loại bẫy này thường phù hợp cho những người ở các trang trại nằm ở những khu vực lợn rừng ít xuất hiện. Nếu loại bẫy này được sử dụng trong thời gian dài, số lượng lợn rừng sẽ không được kiểm soát mà còn có thể tăng lên. Vì vậy, loại bẫy này thường mất nhiều thời gian hơn và không tiết kiệm chi phí như các loại bẫy khác. Nếu bạn vẫn đang theo dõi video, hãy để lại số 2 dưới phần bình luận để chúng tôi biết nhé. Xin cảm ơn. Việc đặt bẫy không gây chấn thương nghiêm trọng cho lợn rừng như các công cụ săn bắn khác. Những thợ săn muốn tham gia săn bắt lợn rừng phải có giấy phép từ chính phủ Mexico cấp. Ngoài việc xin giấy phép săn bắt, một số bang yêu cầu thợ săn phải tham gia các khóa học an toàn trước khi được cấp phép săn bắn lợn rừng. Khóa học này sẽ dạy bạn cách sử dụng thiết bị săn bắn một cách an toàn và cách xử lý lợn rừng sau khi bắt được. Cuối cùng, hãy để lại suy nghĩ của bạn về việc sử dụng các loại bẫy này và loại nào là yêu thích nhất của bạn. Bình luận số 2 nếu các bạn đồng ý với việc săn bắt bằng bẫy và bình luận số 1 nếu các bạn không đồng ý. Nguyên nhân chính của sự bùng nổ quần thể lợn rừng ở Ý là do sự phát triển các khu đất nông nghiệp bỏ hoang tạo nên nguồn thức ăn và nơi trú ẩn cho chúng. Tuy nhiên, sự gia tăng này cũng mang lại nhiều hậu quả tiêu cực. Lợn rừng cũng gây ra những tổn thất đáng kể trong ngành nông nghiệp và giao thông. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Nông dân Ý, lợn rừng ước tính gây thiệt hại khoảng 100 triệu euro mỗi năm trong ngành nông nghiệp tại Ý. Các tổn thất này bao gồm mất mát do phá hoại mùa màng, các vụ tấn công vào gia súc và vụ tai nạn giao thông. Các vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Lazio, Campania và Puglia, những khu vực thường gặp khó khăn trong việc kiểm soát quần thể lợn rừng. Săn bắn lợn rừng là một biện pháp hiệu quả để kiểm soát quần thể lợn rừng tại Ý. Việc săn bắn diễn ra quanh năm theo đúng các quy định của chính phủ. Có hai hình thức săn bắn chính, săn bắn theo mùa từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm khi lợn rừng hoạt động mạnh nhất và săn bắn theo kế hoạch của chính phủ nhắm vào những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lợn rừng. Trước khi áp dụng các phương pháp săn bắn, nông dân Ý thường áp dụng các biện pháp như trồng cây không hấp dẫn lợn rừng, xây dựng hàng rào vững chắc và chọn lựa cây trồng phù hợp. Dù vậy, các biện pháp này thường không đủ hiệu quả để kiểm soát quần thể lợn rừng. Nếu các bạn cảm thấy video này thú vị, đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ Han khám phá nhé. Cảm ơn các bạn.
Sự thành công trong việc kiểm soát lợn rừng đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa nông dân và thợ săn với các biện pháp như đặt bẫy và săn bắn để giảm thiểu ảnh hưởng của lợn rừng. Theo thống kê, khoảng 100.000 con lợn rừng đã bị săn bắt vào năm 2022. Phương pháp săn bắn vào ban đêm giúp quản lý quần thể lợn rừng và giảm thiệt hại cho nông nghiệp và các khu vực đô thị. Chiến lược săn bắn và đặt bẫy là những biện pháp quản lý quan trọng để kiểm soát quần thể lợn rừng. Các hoạt động săn bắn thường được thực hiện bởi các nhóm từ 5 tới 10 thợ săn được chia thành các đội nhỏ. Trước khi bắt đầu, họ họp lại để lập kế hoạch, xác định thời gian và khu vực săn bắn, cũng như là biện pháp an toàn, trang bị đèn pin và thiết bị săn bắn phù hợp. Các thợ săn sử dụng dụng cụ săn bắn hiện đại để đảm bảo hiệu quả. Sau khi tiêu diệt lợn rừng, xác của chúng được thu gom và mang về. Nếu bạn thấy video ngày hôm nay là thú vị, hãy để lại số hay dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn. Tuy nhiên, săn lợn rừng cũng tiềm ẩn rủi ro như chúng cũng có khả năng tấn công con người nếu cảm thấy bị đe dọa, trong khi dụng cụ săn bắn có thể ảnh hưởng đến các loài động vật hoang dã khác. Trong hoạt động săn bắn ở khu vực rừng, việc sử dụng chó săn đóng vai trò quan trọng. Chó săn được huấn luyện để phát hiện và theo dõi mùi của lợn rừng, với khả năng cực kỳ nhạy bén trong việc phân biệt các mùi khác nhau trong môi trường cây cối dày đặc, chúng là trợ thủ đắc lực của thợ săn. Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Động vật Hoang dã Ý, chó săn được coi là một trong những công cụ hiệu quả nhất trong việc săn bắn lợn rừng. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý đến việc huấn luyện và kiểm soát chó săn một cách cẩn thận. Theo thống kê từ Cơ quan Bảo tồn Thiên nhiên và Môi trường Ý, việc thiếu kiểm soát và huấn luyện kém có thể dẫn đến tình trạng chó săn gây ra sự rối loạn trong môi trường hoặc là gây hại cho các loài động vật khác. Do đó, việc chăm sóc và quản lý chó săn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động săn bắn diễn ra một cách bền vững và an toàn. Các bạn cảm thấy video ngày hôm nay như thế nào ạ? Hãy để lại bình luận của mình bên phía dưới để kênh Han Khám Phá được biết nhé! Còn bây giờ, xin mời các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục theo dõi video ngày hôm nay! Bên cạnh săn bắn, nông dân và thợ săn cũng áp dụng phương pháp bẫy để bắt lợn rừng. Việc đặt bẫy thường diễn ra vào ban ngày khi chúng ít hoạt động hơn. Khi lợn rừng bị bắt, chúng được thu hoạch và loại bỏ. Quá trình này được mở rộng từ các khu vực nông thôn đến đô thị nhằm bảo vệ ngành nông nghiệp và tài sản của nông dân khỏi sự phá hoại của lợn rừng.
Dù việc sử dụng bẫy là một phương pháp phổ biến để kiểm soát quần thể lợn rừng, nhưng việc áp dụng nó cũng đối mặt với nhiều thách thức đáng kể. Mặc dù bẫy có thể được thiết kế và đặt ra một cách chính xác và kỹ lưỡng, nhưng lợn rừng vẫn có khả năng tránh né hoặc vượt qua chúng. Sự thông minh và khả năng thích nghi của loài này đã làm cho việc kiểm soát chúng trở nên phức tạp. Theo một nghiên cứu gần đây, tỷ lệ thành công của việc sử dụng bẫy để bắt lợn rừng chỉ đạt khoảng 60-70% và đôi khi có thể thấp hơn nếu không có kỹ thuật đặt bẫy và quản lý hiệu quả. Để bẫy lợn rừng hiệu quả, việc lựa chọn vị trí cần được thực hiện một cách cẩn thận và chi tiết. Đầu tiên, cần chọn những khu vực mà lợn rừng thường xuyên di chuyển qua lại, đặc biệt là cần các nguồn thức ăn và nước uống. Việc này đảm bảo tăng khả năng thu hút lợn rừng vào khu vực bẫy. Ngoài ra, cần tránh đặt bẫy ở những khu vực có sự hoạt động của con người thường xuyên hoặc là nơi nguy hiểm cho các loài động vật khác. Việc này giúp tránh tình trạng bẫy được kích hoạt bởi những loài động vật không phải là mục tiêu, đồng thời giảm nguy cơ gây hại cho con người. Việc sử dụng bẫy cũng có thể gây ra những tác động không mong muốn như bắt được các loài động vật khác không phải là lợn rừng hoặc làm tổn thương lợn rừng mà không tiêu diệt chúng ngay lập tức, gây đau đớn không cần thiết và tạo ra căng thẳng cho chúng. Để tối ưu hóa kết quả, sự hợp tác chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và nông dân là chìa khóa thành công, đồng thời tuân thủ các quy định an toàn và biện pháp đối phó để giúp đảm bảo rằng việc bẫy lợn rừng được thực hiện một cách hiệu quả và an toàn. Nông dân vẫn đang nghiên cứu các biện pháp khác để giảm số lượng lợn rừng và bảo vệ ngành nông nghiệp và hệ sinh thái. Một số giải pháp bao gồm giảm nguồn thức ăn cho lợn rừng bằng cách trồng các loại cây không hấp dẫn chúng. Việc này có thể giảm đáng kể sự quan tâm của lợn rừng đến các khu vực nông nghiệp. Những biện pháp này không chỉ giúp bảo vệ nông nghiệp mà còn giảm thiểu thiệt hại cho cộng đồng người dân nữa.
Hy vọng là video ngày hôm nay đã mang lại cho các bạn những thông tin hữu ích và những phút giây giải trí thú vị về các giải pháp kiểm soát lợn rừng tại nước Ý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích, hãy ấn vào nút like, đăng ký kênh và chia sẻ video đến với những người bạn và những người thân của mình để ủng hộ kênh Han Khám Phá nhé. Cảm ơn các bạn và xin được hẹn gặp lại. Chào mừng các bạn đến với phần giới thiệu đầy sáng tạo của đội ngũ kênh Han Khám Phá chúng tôi. Mở đầu, chúng tôi xin giới thiệu người biên kịch tài năng, một cô gái tận tâm với niềm đam mê mãnh liệt trong lĩnh vực nông nghiệp. Không chỉ là một nhà biên kịch xuất sắc với khả năng viết nên những câu chuyện sâu sắc và ý nghĩa, cô còn liên tục cập nhật và nghiên cứu các công nghệ về nông nghiệp mới, bền vững từ khắp nơi trên thế giới. Đối với cô, viết kịch bản không chỉ là công việc mà còn là một niềm đam mê. Điều này đã tạo nên sự đặc biệt cho mỗi video mà chúng tôi mang đến. Tiếp theo, chúng tôi muốn giới thiệu người sở hữu trái tim và linh hồn của kênh Han Khám Phá, người chủ kênh và cũng là chuyên gia chỉnh sửa video. Anh ấy luôn cống hiến và vượt qua mọi giới hạn để tạo ra những video chất lượng nhất cho khán giả. Với ngọn lửa đam mê luôn cháy bỏng, anh không ngừng thúc đẩy đội ngũ, mang lại những trải nghiệm độc đáo và chất lượng cho người xem. Chúng tôi hy vọng rằng trong hành trình sắp tới, các bạn sẽ tiếp tục yêu mến và ủng hộ kênh Han Khám Phá. Xin chân thành cảm ơn. Chào mừng các bạn đến với kênh Han Khám Phá. Bạn có biết rằng lợn rừng hoang dã có thể tìm kiếm thức ăn ở mọi loại môi trường sống khác?